Tiếp tục với nội dung giang dở video trước, mở đầu phim Võ Quán Cực Hạn đón khách tới thăm. Lão được gọi là Sương Huy, đặc phái viên của Tổng Bộ, được phái tới đây để kiểm tra năng lực của La Phong. Thực lực của lão chính là cường giả chiến thần hàng thật giá thật. Về phần La Phong, anh đi tới hội họp với các huynh đệ trong tiểu đội, bọn họ cũng đã nghe thực lực của anh. Với năng lực như vậy, anh hoàn toàn có cơ hội tham gia huấn luyện đặc biệt. La Phong nghe về liền hỏi thăm. Đội trưởng giải thích, võ quán hàng năm đều sẽ từ các khu căn cứ tuyển chọn ra 2-3 chiến binh thiên tài để tiến hành chỉ đạo huấn luyện đặc biệt. Nếu anh thực sự được tuyển chọn, vậy thì tiểu đội Hoài Truy sẽ chỉ còn 4 thành viên nữa. Đây là một tổn thất lớn, muốn tiếp tục hoạt động cũng khó. Tuy nhiên, bọn họ lại không muốn vì điều này mà gây áp lực cho La Phong. Bọn họ lăn lộn ở nơi hoàng gia đã vài chục năm, hiện tại cũng tới lúc xuất ngũ, không thể vì chuyện này mà khiến tài năng của anh bị mai một. Vừa nói tới đây thì tiểu đội nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nên lập tức xuất phát viện trợ. Trong khi đó, Dương Độc phái viên sau khi nghe tới thành tích của La Phong cũng phải kinh ngạc. Chỉ có điều, tổng bộ lại truyền tin tức nói rằng vương gia của liên minh HR đang muốn bỏ 50 tỷ để mua lại một suất. Số lượng suất tham dự đã ít rồi, vậy mà vẫn còn có người muốn đi cửa sau. Điều này khiến Dương Huy không thích. Phía tổng bộ không muốn làm căng thẳng nên chỉ nói mập mờ. Phía vương gia cũng đưa ra yêu cầu, trừ phi võ quán cực hạn lập tức đưa ra được người tuyển chọn không thể tranh cãi. Tình thế căng thẳng, thời gian lại cấp bách, bọn họ chỉ còn một canh giờ để trả lời, cho nên Dương Huy bắt buộc phải tự mình lái chiến cơ tới đón La Phong. Cùng lúc này, La Phong và các huynh đệ kịp thời tới đúng lúc giải cứu được tiểu đội Bắc Hàm. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy, cả đám nhanh chóng bị một bầy quái thú tấn công. Cầm đầu đám đang sói này chính là một con kinh công thực lực cấp lĩnh chủ, cự nhằm hắc hùng. Bởi vì thực lực của mọi người ở đây quá chênh lệch, nên La Phong không còn cách nào khác là phải một mình chiến đấu với tên cầm đầu. Đáng tiếc là thực lực của nó quá mạnh, da thịt lại cứng rắn. Việc La Phong có thể giao thủ được với cự nhằm hắc hùng không có nghĩa rằng anh có thể đánh bại nó. Hơn nữa, dưới trường nó còn có vô số đàn em, tất cả đều đồng loạt lao lên, bọn chúng định biến La Phong trở thành bữa thịt chiều này. Dương Huy ở trên quan sát cảm thấy không ổn, lão cũng không muốn kéo dài thời gian nên đích thân ra trận. Lão thản nhiên nhảy từ trên cao xuống, sau đó rút kiếm chém ba lượt. Chỉ ba nhát chém đã dễ dàng chém giết được mấy chục con quái thú. Cự nhằm hắc hùng thấy vậy tức giận lao lên, vậy nhưng chưa kịp biểu diễn sức mạnh thì đã bị chém bay đầu. Cả đám chứng kiến cảnh tượng này cũng kinh ngạc không thôi. Mỗi một lần xuất kiếm tựa hồi chém ra hơn 10 đường kiếm quang, thực lực quá kinh khủng, những con quái thú còn sống lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người nhanh chóng tới cung kính cảm ơn. Đối mặt với cường giả bậc này, bọn họ hoàn toàn không dám vô lễ. Rất nhanh sau đó, Trương Phong Gia Cát cũng xuất hiện giải thích, đồng thời giới thiệu lai lịch của Dương Huy. Nghe được mục đích đặc sứ viên tới đây, La Phong vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy hụt hẫng. Điều này có nghĩa rằng tiểu đội Hồ Nhà sẽ phải giải tán, không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, đội trưởng và mọi người vẫn lạc quan, bọn họ nhất trí ủng hộ La Phong. Sau một phút tưởng niệm, anh cũng lên chiến cơ quay về. Được biết, tổng bộ võ quán cực hạn có tổng cộng 2 trại huấn luyện lớn. Cái gọi là huấn luyện đặc biệt chính là trại huấn luyện cơ bản, mà trại huấn luyện còn lại thì càng hiếm hơn. Trung bình mỗi một căn cứ 5 năm sau mới có một người trúng tuyển. Lão sư ở nơi đó tối thiểu cũng là cấp chiến thần. Ngay cả cường giả hàng đầu thế giới như Hồng và Lôi Thần cũng đi theo chỉ đạo. Ở đó, ngoài trừ sở hữu trang bị huấn luyện còn có bảo bối khai quật được từ trong di tích văn minh cổ đại. Tóm lại thì nơi đó tập hợp những học viên thiên tài nhất trên toàn thế giới, lão sư giỏi nhất, trang bị tốt nhất. Tên của nó là trại huấn luyện tinh anh. Trong giới chiến binh, nó còn có một tên khác rộng rãi hơn là trại dự bị chiến thần. Những người có thể gia nhập, 90% đều trở thành chiến thần. 10% còn lại là bị tàn tật hoặc bỏ mạng giữa chừng. Đầu lại thì học viên ở đó bắt buộc phải chịu huấn luyện gian khổ nhất. La Phong muốn tiến vào bắt buộc phải thông qua khảo nghiệm cấp B. Vốn dĩ có thể chọn một cái khảo nghiệm dễ hơn, vậy nhưng vì suất tham dự này đang bị cạnh tranh kịch liệt, vậy nên La Phong bắt buộc phải chứng minh thực lực của mình, khiến những kẻ tranh giành phải tâm phục khẩu phục. Bởi vì khảo nghiệm được tiến hành trực tiếp tại tổng bộ cũng có nghĩa rằng sẽ phải rời khỏi nơi này một thời gian khá dài, cho nên việc trước tiên anh cần phải làm đó là quay về nhà tạm biệt người thân và bạn bè. Trước khi rời đi, La Phong còn gặp được Hoành Hạm, một chiến binh trẻ tuổi may mắn được tiến cử vào trại huấn luyện cơ bản. Chào hỏi bắt tay xong, La Phong liền lên xe quay trở về nhà, sau đó hẹn gặp Từ Hân nói chuyện. Vậy nhưng vừa mới đến siêu thị thì lại vô tình gặp được người bạn đồng học ngày xưa. Cậu ta cũng đang ôn thi vào quân đội, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải đi làm thêm. La Phong thế vậy liền chuyện cho người bạn một chút tiền trang trải. Nếu đã có dự định làm chiến binh, vậy thì không thể tốn thời gian để đi làm thêm. Tạm biệt người bạn, La Phong liền lái xe tới gặp Từ Hân. Chuyện hai người gặp nhau đã bị người khác theo dõi. Hai cô gái này chính là người theo dõi Từ Hân. Một trong số đó nhanh chóng gọi điện báo tin cho một tiền thiếu gia. Hiển nhiên tiền thiếu gia này cũng là người đang theo đuổi Từ Hân. Tự dưng có một người khác xen vào, ai mà chịu được. Cho nên, hắn lập tức ra lệnh cho hai cô gái tới giở trò. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận La Phong, còn nắm tay và làm bộ dáng thân mật. Mục đích hiển nhiên là muốn để Từ Hân hiểu lầm.
đáng tiếc là kế hoạch không thành công, cho nên cả hai nhanh chóng chuồn mất. La Phong và Từ Hân cùng nhau trò chuyện tới tối, sau đó Từ Hân được quản gia tới đón. Hai người ôm nhau chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy. La Phong chậm rãi đi bộ về nhà, anh muốn tìm một chút hoài niệm. Nửa năm trước vẫn còn ở nơi này, tập luyện trong ngõ hẻm tối om, sinh hoạt trong gian phòng chật chội, vậy mà giờ đây mọi chuyện đã khác. Đúng lúc đang tưởng niệm thì bị một giọng nói cắt ngang, người vừa lên tiếng không ai khác chính là tên thiếu gia theo đuổi Từ Hân. Hắn chính là Vương Hưng Bình, đến từ vương gia ở Kinh Đô. Mục đích tới đây là tặng cho La Phong một lời khuyên, mau chóng né xa Từ Hân. La Phong nghe tới lai lịch của Vương Hưng Bình cũng kinh ngạc, không ngờ tên này lại là một thiếu gia của một trong 9 đại gia tộc nòng cốt liên minh HR. Dù là vậy thì anh vẫn không nhân nhượng, Vương Hưng Bình thấy nói chuyện không được nên muốn sử dụng vũ lực. Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng bước xa, trong 4 vệ sĩ thì 3 người có thực lực chiến tướng trung cấp, một chiến tướng cao cấp. Muốn đánh bại bọn họ phải sử dụng tới tinh thần lực. Nếu làm như vậy, anh lập tức sẽ bị gia tộc Bolena để ý tới. Hơn nữa bối cảnh phía sau tên này lại quá mạnh, trước mắt không thể đắc tội. Vậy nhưng không muốn đắc tội thì chắc chắn sẽ bị đập cho ra bã. Sau thoáng chốc suy nghĩ, La Phong quyết định không nhân nhượng, đúng lúc sắp xảy ra màn cọ sát thì Hoành Hạ đi tới.